Rồi lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng máy cưa xích của Thành Hợp ha. Em tên là Nhanh nha. Thì em thì ngày nào cũng lên để mấy anh biết rồi. Đó, thì em thì chuyên về bán máy cắt cỏ động cơ 2 thì, máy cắt cỏ động cơ 4 thì và đặc biệt là bên em có thêm cưa xích ha. Cho nên anh chị mình có mua thêm ủng hộ thì ủng hộ cửa hàng em nha. Rồi cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị cô bác đã ủng hộ em trong thời gian qua. Đó. Nói chung là ủng hộ một cách nhiệt tình luôn đó. Tại vì là bên em bán hàng rất là uy tín nha. Làm gì làm mọi cái máy mà nó có cái gì khác lạ thì anh chị điện bên em đều xử lý đơn hết cho mình luôn. Địa chỉ của em Nhanh là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em là ở tại xã Trung Hưng, tại chợ Trung Hưng luôn, ngày xưa gọi là chợ Ngã Tư đó, ở giữa huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt. Cho nên anh chị mà có nhu cầu đến tận cửa hàng để mình mua máy á thì cứ alo để cho em Nhanh đi ra đón, hoặc là em Nhanh chỉ đường, hoặc là các bạn Zalo để em gửi định vị cho mình đến cửa hàng mình mua máy nha. Thì bên em lúc nào cũng có máy cắt cỏ, máy cưa xích để cung ứng đầy đủ cho nhu cầu của anh chị chú bác trên khắp mọi miền đất nước đó. Thì hôm nay em có lên cho mình lô cưa xích 9 máy nha. Đó, một cây Tanaka nè, cái hiệu này là hiệu Makita nè, tới đến là G36 nè đó, rồi tới G365 nè. Đó, đẹp rất là đẹp ha. Rồi xuống đây thì có Kiwit 3901 nè, kế đến là Sinewa 350 ha, kế đến là G370 nha anh chị chú bác, kế đến là Austin 023 ha, và cuối cùng là một cây Sinewa 440 đó. Rồi anh chị chú bác đi qua đi lại nhớ cho em Nhanh xin một nút like, có cái gì để mấy anh nhắn vô. Khách nào mà mình chưa nhắn đăng ký kênh thì mình nhớ nhắn vô đăng ký kênh, để khi em Nhanh like xong nó sẽ hiện lên trang mình là cửa hàng của em Nhanh, cửa hàng Thành Hợp đang like, để anh chị vô chốt đơn cho nó là dễ dàng và nhanh chóng ha. Thì em Nhanh hay nói hoài, em Nhanh bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em Nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy nha. Và bên em Nhanh bán hàng cũng có chế độ bảo hành rõ ràng đó. Chế độ bảo hành của em thứ nhất là em bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mình nhận hàng. Cái thứ hai là ví dụ mấy anh chị sử dụng nửa tháng, 1-2 tháng, 5-6 tháng, 1-2 năm mà máy nó có cái gì trục trặc thì mấy anh cứ điện lại cho em bên em Nhanh để em Nhanh hỗ trợ cho mình kịp thời đang mình có máy sử dụng ha. Không cần em đem đại thợ ở địa phương nha, em nói rõ là không cần đem đại thợ ở địa phương, cứ điện bên em hỗ trợ cho mình. Và bên em bán máy thì phụ tùng bên em sẽ có 100%, cho nên anh chị chú bác cứ an tâm ha. Rồi mình mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại bên đây giùm em, 0913 136620. Số này có Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị, nhận hỗ trợ chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy ha. Và một cái cưa mà em Nhanh báo giá ra là em Nhanh đã bao ship tới nhà kèm phụ kiện 4 món nha. Thì phụ kiện 4 món em Nhanh cho đầu tiên là một cái tép mở bogie nè, một cái vít chỉnh xăng, một cái dũa và một cái bao lâm zin, và bao ship tới nhà luôn nha. Và máy của em Nhanh là tới chỗ là anh chị được tháo hàng ra, được cưa cây, đưa vô tải, đúng máy đúng hàng, chạy ngon lành ha. Đó, rồi hả trả tiền cho người giao hàng ha. Và đặc biệt những cái mặt hàng mà mấy anh đặt hàng bên em là không cần có lấy cọc 1.000 nào hết ha. Cho nên anh chị chú bác mình cứ an tâm mạnh dạn chốt đơn đi. Em Nhanh bán hàng bằng cái tâm đó anh chị ơi, đó, không sợ bị lừa gạt đâu. Và bên em thì ship hàng trên mọi miền của đất nước, từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc ha. Đó, tới đâu em Nhanh cũng gửi tới nhà cho mình luôn. Và những cái cây cưa mà em Nhanh trước khi cho đi là em Nhanh sẽ ta thử chỉnh ra anti, chỉnh xăng, chỉnh gió cho đàng hoàng, rồi em đưa vô tải thôi, ok đàng hoàng em mới cho đi, cho nên anh chị cứ an tâm ha. Rồi nhất là em Nhanh cũng đang sử dụng cho cửa hàng luôn nè đó, vừa sử dụng cho cưa xích, vừa sử dụng cho cắt cỏ, sử dụng cho nhất lam được luôn. Mà một bình như vậy chỉ có 100.000 thôi. Đối với cưa xích thì mấy anh pha giùm em tỷ lệ là một lít xăng 60cc nhất 2 thì ha. Pha như vậy là máy chạy cho nó mát, nó bền nha anh chị chú bác. Đó, anh chị chú bác mình mua máy có mua thêm cưa, có mua thêm nhớt thì nói sẵn em Nhanh gửi luôn ha. Rồi bây giờ đó là thợ bên em sẽ test mẫu máy cho mấy anh xem ha. Đem về đây.
với cái bàn lai. Bốn ký mốt. Rồi. Lam này dài 4 tấc nha. Đó, rồi, lấy bằng xay qua. Để cái cây cưa này. Cái cưa đầu tiên mà em giới thiệu cho mấy anh là một cây cưa đến từ thương hiệu Tanaka ha. Một cây cưa tay cục chạy cực kỳ khỏe nha. Mấy anh mấy nhánh tỉa cành gì đó vô tư và đặc biệt có thể hạ cây đứng ha, đưa vô khai thác luôn. Đó, Tanaka 330 nha. À. Đây, mặt tiền nó rất là đẹp ha. Đây làm của nó xịn sò nha mà. Mặt cắt còn dày đẹp ha. Cái này nó sử dụng xích chuột nha. Cái con ốc tăng đuôi dây xích, dây xích dây sên nó nằm trên lam nha. Mặt trước cũng như mặt sau rất là đẹp. Đó, chỉnh chu luôn. Có độ chẳng xích nè. Đó. Cái con ốc mà ra nhất lam nhiều hết thì nó nằm trên đây ha, con ốc màu trắng này nè. Nó ra nhiều thì mình chỉnh về dấu cộng, nó ra ít thì mình chỉnh về dấu trừ ha. Đây. Đắt nè, mở nè. Ừ. Cái nắp pha nhất lam nó nằm phía sau ha. Cái nắp xăng pha nhất thì nó nằm phía trước. Đó, máy này nó có vú bơm phụ, e gió nó nằm ở đây. Đó, chạy nhanh, chạy khỏe, nổ giòn ha. Máy này chốt giùm em mã N137 ly giá 1.800.000 nha. 1.800.000. Rồi. Thế đó là cây Makita. Dài lam 4 tấc, trọng lượng thì 4.4 kg ha. Rồi, cái cây này là một cây Makita nha em ha. Đó. Lam rất là đẹp, sử dụng xích này xích 91 ha. À, chặn xích đồ cũng còn nha. Đó, nổ rất là giòn khỏe ha, 331 ha. Con tắc nè, đẩy xuống là tắc, đẩy lên là mở nha. Nắp phía sau là nắp nhất lam. Nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt ha. Đấy, vú bơm phụ đồ còn đầy đủ nha. Và đặc biệt cái công tắc nó rất là ok nha em, nó có miếng nhựa nữa nè. Đó. Cái này nó có thêm khóa xích ha. Đó, có khóa xích luôn. Anh nào thích khóa xích thì chốt mã N237 ly 1.800.000 đồng. Chạy khỏe nha em ơi. Chạy rất là khỏe luôn. Kế đến là cây G36 nha. À, nổ một lần thôi. Nổ cho ra anh Thị Long chút. Làm 4 tấc. Đó. Một cây cưa G36 Xenon Japan nha em ạ. Cái này nước sơn zin nó chốc chốc không sao ha. À, hạ cây đứng vô tư nha. Đây, công tắc nằm phía sau này nha, nhí nhí xinh xinh nè. Giữ ra lớn nè. Đó, e gió nằm đây ha. Chốc nước sơn thôi không sao hết nha em ạ. Máy móc zin toàn tập cho mình. Rồi cái nắp nhất lam là cái nắp nhỏ nè. Cái nắp xăng pha lớt là gần nhất là cái nắp lớn. Nói chung nhất lam nằm phía sau, xăng pha nhất nằm phía trước ha. Đây, lam này lam Latin luôn. Sử dụng xích này xích chuột nha mấy. Xích này còn rất là dày luôn. Đó. Mã này chốt giùm em nhanh, mã N338 ly
giá là 2 triệu ha. G36 AV nữa nè. Đó 2 triệu. Rồi. Kế đến G365. Lam này dài 4 tắc rưỡi 50 nha. Một cây cưa G365 ha. Đó, rất là đẹp, rất là chuẩn luôn nha mấy anh mấy chị. Đó. Tắc nè, mở nè. Giữ ra lớn nè. Nghe gió nó nè, xịn sò cực kỳ đẹp nha. Rất là đẹp cho cái dòng này luôn. Cái này nó cũng sử dụng lam Latin. Xích là xích chuột. Mặt cắt thì cũng rất là dày luôn ha. Trong cũng như ở ngoài. Đó. Cái nắp phía trên là nắp xăng pha nhớt, nắp phía dưới là nắp nhớt lam ha. Cái con ốc mà nó chỉnh nè, chỉnh gió, chỉnh xăng nè mấy. Chữ H, chữ L rồi chỉnh GNT con ốc này ha. Đó. Mã này chốt giùm em nhanh là mã H N4 nha, 38 ly 2,5 triệu. Rồi kế đến là Echo V3901. Trọng lượng chiều dài lam 4 tắc 7 nha. Đó. Rồi kế đến là một cây cưa Echo V3901 nha. Nòng 40 ly nha anh chị chú bác. Rất là đẹp nha. Xịn sò đỏ ao luôn. Nổ cực kỳ là chuẩn ha, made in Japan nè. Đó. Nắp này là nắp nhớt lam ha. Nắp phía sau là nắp xăng pha nhớt. Công tắc nè, mở là mình đẩy lên nè. E gió nè. Đó, đóng e thì kéo ra, mở e thì mình đẩy vô ha. Có khóa xích luôn nha. Rất là đẹp nha. Cái này nó sử dụng xích là 325. Đó, và đặc biệt cái lam nó có tản nhiệt ha. Cứ cây đồ lam không có nóng, còn mặt cắt nó rất là dày đẹp nha anh chị. Cái mặt tiền đó nè, hai chấm sơn sơn, không sao. Mã này chốt cho em nhanh, mã N5 nòng 39 ly 2,7 nha. 2.700.000 đồng. Rồi tới cưa nè. Cine qua 3 3 3 350. Xin đây qua 350 nha anh chị chú bác. Đây. Đó. Nước sơn chốc nhẹ ở đây ha. Không sao nha. Đó, mặt tiền có sỉ gỗ rồi luôn ha. Cái này nó sử dụng xích này là xích xích chuột nha. Lam là lam Latin. Đây, trắng bụi nữa nè. Thấy cũng xịn sò nha. Hai con ốc giữa lam. Rất là đẹp nha mấy anh. Liên lạc luôn. Tắt nè, mở nè. Đập gió nè.
em xin lỗi, e gió chứ lọc gió lại nằm trên đây. Mã này chốt nhanh nhanh, mã N638 ly 3.300.000 ha. Rồi cái đó là G370 nè. Làm được 4 tắc 6 nha. Một cây cưa Xenon G370 nha. Đây đây nhìn mới rõ nè anh chị. Đó, G370. À, giật cực kỳ là gọi là cũng tương đối nhẹ ha. À, và nó nằm đứng á cho nên nó có cái độ rung nhẹ riêng nha. Đó, thông số nè. Rất là đẹp nha. Cái nắp này là nắp xăng pha nhớt nha. Nắp phía này là nắp nhớt lam. Công tắc nó nằm phía sau nha. G370 chạy rất khỏe nha em, rất ổn định luôn. E này thì e tự động nữa nè. Đó. Hồng đứng hai con ốc chặn xăng. Made in Japan. Đó em thấy không? Cái này nó sử dụng xích này là xích 325. Đó, lam thì có tản nhiệt. Chặn xích đồ cũng còn ngon lành luôn. Sữa gỗ nè đầy đủ nha. Đó, hình thức mới còn rất là đẹp. Chốt này dùm em nhanh mà. Mã N740 ly, giá là 3.500.000 ha. Rồi, kế đến là ít tin. Em để lên là tắt đó, để xuống mới đóng le, vừa bắt cò vừa đẩy xuống. Để xuống nó mới đóng le nha. Một cây cưa Austin 023 nha anh chị chú bác. 023 nồng 40 ly ha. Cái cưa Austin nồng đứng đời cao nha. Made in Germany ha. Đó. Nhà cái mặt tiền nó là Austin rất là đẹp nha, mà nó cắt còn ngon lành ha, sử dụng xích 91 nha. Con ốc tăng đưa xích dây sên là con ốc này. Đó, dưới bên phụ nè. Và đặc biệt cái này có khóa xích nha. Có khóa xích, anh chị nào muốn giật máy nhẹ mình chịu khiếu yếu bóp cái này vô giùm em, gọi là cái xả cò nè. Giật cực kỳ nhẹ như là trợ lực luôn. Đó, có vú bơm phụ rồi nữa ha. Đời cao, tắt đẩy lên nha. Mở là đẩy xuống. Bóp cò, đẩy xuống là đóng e. Mở e nè. Rồi bóp cò nghe nữa. Là mở e hoàn toàn 100% ha. Đó, nắp phía sau là nắp xăng pha nhớt nha. Nắp phía trước là nắp nhớt lam. Đó, tình hình máy thì mấy anh nhìn mấy anh cũng thấy rồi đó. Chạy ngon lành, chuẩn thông cần chỉnh luôn. Mã này chốt cho em nhanh, mã N840 ly 3.600.000 đồng ha. Rồi tới cái xin đi qua 440 nè.
Rồi lam này dài 4 cắt 8. Rồi, một cây cưa Sinewa 440. Nòng 4 mm ha. Made in Japan nha em. Nắp đỏ ao siêu đẹp, nắp xanh phai nhất phía sau ha. Nắp màu đen phía trước là nắp nhất lam. Anh nhìn nhìn cái mặt tiền đi. Đó. Lam này nó sử dụng còn chữ Sinewa lam Latin nha em, quá đẹp. Này là xích, này xích 325 nha. Đó. Bên này nó bị chóc mũi sơn nhẹ nha em. E gió nè. Đóng e, mở e đẩy vô. Giữ ra lớn luôn. Tắt nè, mở là đẩy lên ha. Đó, tổng thể cây cưa em quay cho em anh coi đó, hai cái đứng vô tư. Mã này chốt cho em nhanh, mã N9, giá 3.800.000 đồng ha. Rồi cho em chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.